sao, mới mất có 15 phút mà, không sao. Cái lý do mình tư tưởng nó chạy liên tục á là tại vì cái đó nó chứng minh rằng á, cái ngã của mình nó đang mù toàn, đang tính toán. Quý vị, tại sao ông nói tại sao thích dài, đàn bà thích dài? Tôi nói tại sao đàn ông, quý hiểu hiểu cái tâm lý người đàn bà, chẳng người đàn bà thích dài như vậy. Bác hỏi nói này, thấy bác không thích dài. Người trẻ này, tại sao quý vị thích dài? Quý vị, tại sao tôi phải do quý vị miễn phí hoài vậy? Cái này nó quan trọng, quý vị không biết nữa. Cái này phải biên sách để mà bắt quý vị trả tiền mua sách, chứ người đâu có thể cho miễn phí hoài được. Quý vị từ đâu xa, từ đâu, từ cái vệ tinh nào tới vậy? Hai người ngồi với nhau, đối diện nhau. Hai mình ngồi đối diện nhau, một nam nữ ngồi. Hạn như cái người ngồi một nhóm, hoặc là trong phòng khách, hoặc là trong cái ngồi chung với nhau một nhóm người như vậy. Thì nói thì cái chuyện xảy ra tôi, thì nhất không biết không sao. Tôi qua Đài Loan học á, học chung trong đại học á. Thì hai trường nổi tiếng như bên Đài Loan, ra cái bằng vào và học mấy trường nó khó lắm, ra bằng là được rất được có giá trị. Có cái chỗ một cái chỗ đó chuyên môn dạy chữ Hoa cho người ngoại quốc thôi. Thì mình trả 200-300 một tháng để tới đó học tiếng Tàu thôi. Học tiếng Tàu. Cái nó rất nổi tiếng, thành ra mấy người mà ngoại quốc muốn học tiếng Tàu thường tôi tới đó cái chỗ đó học, tại nó nổi tiếng dễ sợ. Một cái building chứ bự, rất bự để mà dạy ngoại quốc thôi. Nhiều người tới học, người da trắng có này, người bên Âu Châu cũng có này. Có người từ Đài Hàn tới, có người từ Mã Lai Á tới, rất nhiều người từ Việt Nam tới. Rất có nhiều người ni với sư từ Việt Nam tới học tiếng Tàu nữa. Hồi đó tôi tới đó cách đây 10 năm. Nó cái giá rất cao, 200-300 một tháng, rất 200-300 một hồi đó là như vậy, là giá hơi cao. Mỗi tháng trả 200-300 đồng. Tùng khoảng chừng học được khoảng chừng 5 giờ. Hồi đó như vậy, về cái giá cả về Đài Loan hồi đó là mắc lắm, rất đắt tiền lắm. Phần lớn có một nhóm người họ là làm thương mại. Có một nhóm khác á, hoặc là vừa học xong trung học hoặc vừa xong đại học, còn trẻ. Hồi mà tôi bắt đầu sắp học xong rồi, học đó mấy tháng trời gặp học xong cái sắp xong cái chương trình rồi đó, thì trong đó có cái lớp. Hồi đó có một cái cô người Nhật ở bên Nhật qua đại học Nhật. Đại học Tokyo, năm thứ ba. Cái cô đó bỏ một năm qua để mà ra qua học tiếng Tàu thôi. Một người khác từ bên Đông Châu, Đông Âu Châu, về qua học tiếng Tàu. Hồi đó là bắt đầu người ta nghĩ là cái tiếng Tàu là phải cần học để mà làm thương mại sau này dễ dàng hơn. Mà cái chỗ mà học dễ mà thuận tiện nhất là lên Đài Bắc, rất nổi tiếng. Có một cái cô Đại Hàn đó, 23 tuổi. Con cái út của một cái ông mà bác sĩ người Đại Hàn. Rồi cô đó qua xin phép cha mẹ xin tiền qua để mà qua đó học tiếng Tàu, xong rồi đang đợi thi vào cái chương trình cao học của bên Đài Bắc. Cái đại học đó luôn nữa. Đẹp lắm, cô đó xinh dễ sợ lắm. Mỗi ngày cứ mặc cái áo khác nhau. Người Đại Hàn tức cười lắm. Mấy người Đại Hàn, mấy cô Đại Hàn mà xinh đó, khi nào cũng có một đống người đàn ông bao vây hết đó. Buổi trưa ăn trưa thì người đàng hoàng lắm, đem cơm tới, bới cơm theo, rồi có người Đại Hàn thích ăn mấy cái loại cá nhỏ nhỏ đó, mắm cá đó. Đại Hàn thích cái chuyện thường thường học trò học sinh ta tiết kiệm tiền, ta bới đồ ăn theo, có cái chỗ sân ăn rất rộng. Ngồi ăn trưa vậy đó, có bốn cậu công tử hầu nàng. Lúc tôi học đại học cao học ở Chicago cũng vậy luôn đó, có cái cô cũng xinh dễ sợ, cũng bao vây như vậy. Rất là lịch sự. Cô gái rất là lịch sự như vậy đó. Mà còn bác sĩ nữa. Đi đâu cũng gặp có một cái cậu Đại Hàn đi lọt lọt tọt đi theo để mà hầu cổ. Hồi đó tôi mặc đồ người xuất gia.
Hồi đó mình lấy ly xe Honda bị rớt hoài, té hoài thành cái áo nó rách, mình vá áo lại. Rồi xong rồi áo loài may nó rẻ tiền, nó thành cái. Hồi đó cái tướng mình nó nghèo nàn mà xúc xác dễ sợ lắm. Mà bỗng nhiên cô thích. À, cái lớp đó là 1:30. Một lần là 1:30, một tuần có 2 lần. Cả một cái quarter hồi đó, 3 tháng đó, ngày nào cũng đổi cái áo khác hết. Tóc búi, tóc giả đó, tại tóc sau tôi không biết. Tại vì người xuất gia không nên nhìn mặt người ta, nhìn né nhìn mặt người phụ nữ là không nên nhìn. Ra mới gặp một cái là la hét cùng nó, thầy ngày hôm sau thầy khỏe, thầy ra sao rồi nọ. Cái không thèm trả lời. Mà càng như vậy thì cô càng tức. Thì bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô tức. Cô cua tôi, nói thiệt, cua tôi cả 3 tháng trời luôn. Cái phòng nó nhỏ, khoảng chỉ 60 học trò thôi. Mình ngồi cái phòng nó nhỏ như vậy, mình chắc chắn á, mình cố ý là mình không dám nhìn mặt cổ rồi. Lâu lâu mình liếc thôi. Nhìn mặt cô trong cũng thích nhìn thiệt. Biết sao? Biết cô biết là mình, tại cái cô này dễ sợ lắm, 23 tuổi biết hết tất cả những cái nghề nghiệp. Cái bà này 23 tuổi mà khéo dễ sợ lắm, biết mình không tiện nhìn mặt người ta, không chịu nhìn mặt người ta thì làm gì. Ngồi xoay cái chân phía tôi, xong chổng chỉa cái chân về phía tôi, mỗi ngày đổi cái đôi giày, một cái đôi giày mới. Mấy cái giày nó đẹp dễ sợ, dày. Tại cái chân á, mình nhìn mặt người ta, mình cái phòng nó nhỏ quá, mình nhìn xuống mình thấy cái chân người ta, mà thấy toàn giày, ngày nào giày cũng đẹp dễ sợ. Sau 3 tháng tôi chịu không nổi, tôi chạy. 3 tháng tôi phải chạy, tôi nói thiệt cái gì, tôi chạy cái chùa đó, cái trường đó, tôi bỏ cái trường, tôi đi trốn vào chùa ngay, tôi không dám ở tới chùa đó nữa, tới cái trường đó nữa. Tôi sợ cổ. Cái ngày cuối cùng, ngày thi cuối cùng, cái đòn cuối cùng cô biết làm sao? Ở tới cái trường đó, 6 tháng, tôi biết cô 6 tháng rồi. 3 tháng cuối cùng là học cùng lớp, thì còn 6 tháng trước cô tới cổ đã chọc rồi. Rất rõ ràng, mỗi lần đi ngang, mỗi lần mình đi đâu gặp cô thì sau lưng cô cũng có ông cái cậu đại hàng nó nhìn lơ lác hơ hát mà mình đi theo sau lưng á, đi ngang liếc coi thử là mình có giận nữa, mình có tức là tại có nhiều người đàn ông theo cổ như vậy không. Cái cuối cùng là sao, đằng thi, bài thi khó quá, lúc đó tôi mới thấy mình phải nhìn cái đầu á. Lúc đó cái mà cô nói rất rõ ràng, cô nói là tôi rất buồn tại vì không phải các bài thi khó, mà phải buồn tại vì thầy không chịu nói chuyện với tôi. Cả 3 tháng nhìn chân không, mình bắt đầu mình khó chịu rồi. Cả 3 tháng, một ngày nhìn được 3 tiếng đồng hồ cái chân người ta, thì tôi cam đoan quý vị, sau 3 tháng trời, cái chân tôi còn nhớ cái hình dáng ra sao nữa. Mỗi ngày mang một giày, một đổi một giày là một cái chân, phần khác của chân nó lồ ra. Bây giờ tôi mới hiểu, sao tôi mới hiểu bài học cái đôi giày nó quan trọng, tại vì người đàn ông á, thấy đôi giày chịu không nổi. Khéo dễ sợ, nó đụng đẩy cái chân, xoay chân rồi nít nhít chân rồi bẹo chân nữa. Từ bây giờ tôi sau cái bài thi đó tôi trốn luôn, không dám đi học cái trường đó nữa. Tôi chạy vào trường luật, vào đó tự nhốt mình trong cái trường luật, không dám đi ra nữa. Giày nó nguy hiểm độ như vậy đó. Tôi mới khám phá sự cái nguy hiểm của những cái đôi giày. Cái cách mà của cô mà mang giày với cái cách đồng đầy cái chân của cô đó, trời nó khiêu gợi không thể tưởng được. Quý vị hiểu không? Cái phòng nó nhỏ. Cô đã biết là mình không dám nhìn cái mặt cổ, tại cái người xuất gia không được nhìn, không nên nhìn mắt người ta. Mà cái phòng nó nhỏ, thằng cô biết khi mà cô xoay cái chân, mà cô biết là chắc chắn mình nhìn xuống đất, mình phải thấy cái chân cổ. Thành ra cái phòng nó nhỏ, ngồi sát như vậy, mình nhìn dưới đất, mà cô thọc cái chân ra một cái là mình phải nhìn cái chân cổ. Thằng cô nói chuyện, dùng cái chân cổ mà cô cua tôi. Mình khiếp luôn, cua bằng cái giày với cái chân thôi, kinh hoàng dễ sợ. Mà tôi chịu thua, nói thiệt á. Trước giờ mình nhìn như cho đâu coi thường cái chân, mà sau 3 tháng nhìn cái chân không, mình chịu thua, chịu không nổi.
mà mới 23 tuổi tao đã như vậy rồi. Có định lực mà chịu được có 2 tháng, có 3 tháng chứ còn có định lực là chết rồi. Hồi đó là tôi, hồi đó là 40 mấy. À. Hồi đó là tôi có thiền lực rồi, tôi trong thiền cảnh giới thiền rồi. Mà sau 3 tháng chịu không nổi. Thiền như nhìn cái chân hoài mà chịu cũng không nổi. Thua cái chân, thua đôi giày. Kinh hoàng, tôi sợ luôn. Dạ. Cuộc đời có nhiều cái theo quý vị cứ tưởng hồi đó là khổ lắm, mà tại vì mình đơn thương độc mã đi ra ngoài kia, không chỗ nương tựa, không chùa ở này, không có thầy nè, không có tiền, không có gì hết đó. Thì hồi đó mấy cô lại thích, không biết tại sao mấy cô lại thích nữa. Hồi đó nguy hiểm dễ sợ. Hồi trước mà tôi ở trong trường chùa Vạn Phật ấy, không thèm, không cần nói chuyện với ai nha. Không cần nói chuyện. Người đàn bà tới là mình là không được tới gần. Hồi đó là phụ nữ tới là không được tới gần, đừng nói chuyện mà ngồi bên cạnh rồi thọc cái chân để cho mình nhìn cái chân 3 tiếng một tuần. Vừa phải thôi. Bây giờ mình khám phá, mình thích dài. Trở về với cái pháp. Trong kinh nói là không biết khổ. Cái khổ mà trong kinh nói là nói về khổ, khổ của cái trong cái cõi ta bà của mình. Chứ còn cái cõi Tây phương cực lạc đó, không có khổ, hoàn toàn không có khổ, toàn là hành lạc không. Ta nói như vậy để cho mình sinh cái lòng ghê tởm, chán chường về cái khổ sở ở đây, để mà phát cái nguyện để mà vãng sanh, để mà hưởng những cái lạc đó. Có 10 cái đối với nhau, cái khổ với cái lạc. Trong cái cõi ta bà này, ở cái cõi mình khó mà được gặp Phật lắm. Ngược lại, cái gì mà vãng sanh được thì cái hoa nó nở một cái, hoa sen nở một cái, cái gì nhìn thấy được á, cái người đầu tiên cái gì nhìn thấy là Đức Phật A Di Đà. Gặp Phật được ngay lập tức. Thứ nhì, ở đây mình có cái khổ, mình không được nghe Phật pháp. Ngược lại bên kia, tất cả chúng sanh ở đó có được cái lạc. Ngược lại, nước, chim và những cái cây nó đều phát âm thanh, nó đang nói pháp cho mình nghe. Thành bên kia mình luôn luôn được nghe pháp, Phật pháp. Cái thứ ba, cái cõi ta bà này có những cái người ác hữu, những cái bạn hư, dụ rủ rê mình. Hoặc là mấy người con nít nó hư, nó tới nó quấy rầy mình. Nó thông minh dễ sợ, mình nhìn cái miệng mình nó chửi nó, mà cái tâm mình là khôi hài với nó. Nó nhìn cái tâm mình nó nghe cái chữ cái miệng mình dễ sợ không? Ở đây mình có mấy cái ác hữu, nó tới nhưng chưa muốn rủ rê mình. Chắc chắn quý vị đã gặp nhiều người như vậy rồi. Ở bên Tây phương cực lạc chỉ toàn là người tốt với là Bồ Tát ở chung với mình thôi. Thứ tư, ở ngoài thì bị ma quỷ nó phiền nhiễu, ở trong thì mình bị cái phiền não nó quấy rầy mình. Ngược lại bên Tây phương cực lạc thì chúng sanh bên kia phải được Phật Bồ Tát phù hộ mình. Ở bên kia không có ma quỷ để mà nó tới quấy rầy mình được. Mà cái cõi này mình luân hồi trong lục đạo từ vô thị. Ngược lại bên kia là mình đi ngang, mình thoát ngang cái sanh tử, mình không bao giờ đi vào luân hồi nữa. Thứ sáu, ở đây rất là dễ đọa ác đồ. Ác đạo, tam ác đồ nó rất rất là dễ đọa. Bên kia về Tây phương cực lạc thì không có ác đồ, ngay cái tên ác đồ cũng không có này.
Ở đây á, mình bị lúc mình tu hành mình cản trở rất là nhiều, cản trở chẳng cho những cái bụi trần, chẳng hạn như bụi trần của đôi giày, bên trình độ không có bị cái sự những cái chướng ngại đó. Ở đây á, cuộc đời mình nó có giới hạn và nó có nhiều cái khó nhọc dễ sợ. Bên kia cuộc sống nó dài vô lượng và không có bị những cái khó khăn. Cái số 8 là lý do vì vậy mà tôi nghĩ là những cái người mà cái tâm có hiếu là nên lo cho cha mẹ mình, gửi cha mẹ đi trình độ vì vậy đó. Thằng cái số 8 cho mình thấy nếu thực sự mình có hiếu với cha mẹ thì mình nên gửi cha mẹ đi Tây Phương Cực Lạc, đi cõi trình độ. Số 9. Ở đây á là mình có thể bị thụt lùi và nhiều khi mình bỏ tu hành nữa. Mỗi lần mình sinh ra thì mình sẽ bị thụt lùi. Lúc mình mới sinh ra mình đang bị vô minh. Những cái người sinh ra đều bị vô minh hết. Tại đây có nhiều cái cám dỗ quá này, thành ra mình vì khó nhọc quá này, thành ra mình rất dễ mà bỏ cuộc. Bên kia họ đủ, họ dư thừa cái định lực và họ được cái phước báo là bất thối chuyển, sinh là được bất thối chuyển. Cái cuối cùng ở cái cõi này đắc đạo là chuyện là trầy vì tróc vậy, khó không thể tưởng được. Chẳng hạn như mình có mặt những người cứ việc gì có mặt ngày hôm nay ở đây đó, là mình cái kiếp này mình chắc chắn không thành Phật. Ngược lại nếu mà vãng sanh thì sẽ thành Phật trong một kiếp thôi, một đời thôi, không còn cái bất trắc nữa. Hoặc là nói về cái khổ thì có thể nói về nhìn cái khổ bằng tám cái loại khổ khác nhau. Bên kia họ không có cái khổ của cái sinh. Ngược lại bên kia họ được cái hỷ lạc của cái sinh, được sinh mà từ hóa sanh trong hoa sen. Tôi cái cùng như quý vị, tôi quên cái chuyện rồi á, tại vì sau này mới nghe nói là như những đứa con nít á, hài nhi nó sinh ra mà nó khóc thét ra, tại vì lúc đó nó rất đau đớn. Biết tại sao nó đau đớn không? Cái mình lúc mà đang hài nhi trong bụng của mẹ thì không có đụng chạm với cái không khí. Một khi mà mới ra một cái da mình nó đụng chạm với cái không khí, nó rất là đau đớn. Bởi vì đứa con nít nó mới khóc như vậy đó. Ở đó họ không có cái khổ về cái bị già, tuổi già. Ngược lại họ có được cái khoái hỷ lạc của được cái thân mình nó vẹn toàn và của thân được đầy đủ cái lục căn và vẹn toàn. Bên kia họ không có khổ vì bệnh. Ở đây thì mình đủ loại bệnh hết. Ở đó thì họ có được cái tự tại và họ được cái sự an toàn, hoàn toàn không có nguy hiểm. Số 5. Bên kia họ không có cái khổ về cái tử, cái chết. Lúc mình chết cái cơ thể mình nó bắt đầu nó tan rã. Cái tan rã nó rất là đau đớn. Không có gì thích thú đâu. Bên kia họ không sợ, không cần lo về cái chết, tại cái đủ tự động đủ sống đủ lâu để mà thành Phật, thành không còn lo chết nữa. Ở đây người thân yêu của mình mình bị xa lìa chia ly. Ngược lại bên kia họ chuyên môn, họ luôn luôn được thân cận những cái thánh nhân. Thứ 6, ở đây mình có bị kẹt là mình phải gặp những người mình ghét. Quý vị có biết không, ngay trong cái chùa nữa. Quý vị nghĩ chúng tôi là không là bị mình né được cái đó hả? Năm ngoái quý vị gì tới, nhớ năm ngoái tới có hai sư cô cãi nhau chí chóe không? Đó là cái khổ, cái khổ thứ 6 đó. Những người ở bên tịnh độ họ là căn cơ họ rất là tốt, rất là cao. Thế thứ 7, cái chỗ này có những cái dục vọng của mình mà mình không có đạt được. Bên kia mình có đủ cái thần thông
để mình muốn gì mọi sự đều như ý. Ngoài cái xã hội đó bên kia nó là sao? Tôi đâu có biết đâu, tôi chỉ đọc sách thôi, tôi đâu có biết đâu. Thái tôi trả lời cái gì chắc là chỉ đoán thôi chứ tôi đâu có biết đâu. Cái mà cái phần đang nêu ra cái phần này chỗ này là muốn nêu ra cái gì là cái sự không có cái khổ. Ở đây mình sống là mình sống với cái khổ. Đây mình có chấp nhận không quan trọng. Sự thật là mình đang sống trong cái khổ. Cuộc sống này là khổ. Người Việt Nam phải có câu mà mình sống trong cái khổ, mình mua cái vui thôi mà. Phải không Quảng Ngân? Ở cái chỗ này nó có cái khổ của cái ngủ ấm. Ngủ ấm làm cho mình tối tăm mặt mày. Mà không có làm gì được. Bên kia họ nhìn cái ngủ ấm, họ quán ngủ ấm, họ thấy ngủ ấm họ đều là không ấy. Ai thắc mắc gì không? Nếu như vậy, cái lạc là cái gì? Tại cái nếu cái chỗ Tây phương cực lạc á, là nó không có khổ, tại sao gọi là cực lạc làm cái gì? Thì nói cái cực lạc để mà gọi là so sánh với cái quả này thôi. Cái sự thật nói cái gì? Cái lạc của bên Tây phương cực lạc nó thiệt sự là cực lạc. Nói thiệt quý vị, tôi còn nhỏ, tôi còn chưa thấy nhiều. Cái mà tôi thấy sơ tôi thấy được chưa có cái nào nó gọi là cái nó lạc bằng là cái lạc của cái bên Tây phương cực lạc. Tôi chưa thấy chỗ nào có được như vậy. Chưa ai mà được gần như vậy. Bởi cái chỗ Tây phương cực lạc thiệt sự là cực lạc. Tại sao gọi cái pháp môn tịnh độ, pháp môn gọi là viên dung đốn ngộ? Tôi không biết tiếng tàu nói sao để tôi nói lại. Còn nghe giảng tiếng tàu nghe được không? Sao Jasmine học tiếng tàu trước giờ giảng vậy? Tại sao nói cái pháp môn tịnh độ, pháp môn viên dung và đốn ngộ? Pháp môn tịnh độ là pháp môn viên dung. Tại sao như vậy? Viên dung là tại vì quý vị tu pháp môn tịnh độ, quý vị sẽ thành Phật được. Vậy cái pháp môn mà nó viên dung là tại vì mình nó giúp cho mình được đắc được quả Phật. Chẳng hạn như cái vị tu theo cái pháp môn thiền tông bên thiền của bên Nguyên Thủy á, thì chắc chắn cái vị không thể nào thành Phật được, thành cái pháp môn đó không thể gọi là pháp môn viên dung. Quý vị chỉ cần niệm Phật thôi, quý vị sẽ thành Phật. Không cần kiếm pháp môn nào khác nữa hết, chỉ niệm Phật thôi, không cần thủ nhãn nữa luôn nữa. Không cần chú Đại Bi nữa, chỉ niệm Phật thôi sẽ thành Phật. Bởi cái pháp môn này nó cứu cánh. Bởi vậy cái pháp môn mới gọi là pháp môn viên dụng. Tại sao gọi là đốn ngộ? Tại sao nó gọi là đốn ngộ? Nó gọi là đốn ngộ tại vì niệm Phật đó, quý vị có thể tự động được giác ngộ, chấp nhoáng được giác ngộ. Chẳng hạn như pháp môn tịnh độ, nó có pháp môn tên là niệm Phật là ai, quý vị nghe. Ai nghe nó pháp môn tham thở đầu chứ? Người niệm Phật là ai? Người ta ngồi, ta quán cái đó. Cái đó là một pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn mà tham thở đầu đó, nó rất rất là công lực, rất là cực kỳ mạnh. Ngồi đó mà quán cái ai là người niệm Phật là ai đó, quý vị có thể được đốn ngộ. Ngồi chỉ quán cái đó thôi, ai người niệm Phật là ai, là được đốn ngộ, có thể được giác ngộ. Trong cái câu chuyện này mà nhiều người kể, tôi biết rất nhiều người nghe nói tới. Hồi xưa bên Trung Hoa đó, nước Tàu đó có một cái thiền viện chuyên môn là tu cái tham thọ đầu. Họ tổ chức rất nhiều cái thiền thất, ngồi mà quán nó không thành có thành Phật được. Thành mời quý vị tháng 12 tới tham gia cái thiền thất mà tu tham thở đầu. Có ai muốn tới tu thiền thất ngày tháng 12 giơ tay tôi coi. Bên Đại Lục có một cái tu viện thiền chuyên môn thiền tham thở đầu. Đang tổ chức cái thiền thất đó hết đậu phụ. Mới kêu cái người bán đậu phụ tới.
Thì người kia mới lật đật đem đậu phụ tới giao hàng cho chùa, đem giao đậu hũ tới cho chùa. Gặp cái ông phương trưởng, ông phương trưởng nói bao nhiêu tiền, ông thợ đậu hũ mới nói bao nhiêu tiền đó. Phương trưởng mới nói đợi một tiếng tôi đi lấy tiền, đang tới chùa đang đợi để mà đợi tiền, được trả tiền. Đợi 5-10 phút, 5 phút 10 phút mà người phương trưởng vẫn chưa trở lại nữa. Rồi bây giờ ông bán đồ hũ nữa, ông ơi ông buồn tình, ông đi tà trong quanh chùa. Thì vào cái thiền đường thấy một nhóm người đứng ngồi thiền mà xoay mặt nhìn vào tường. Đó. Thấy người ta đang ngồi đang là nói làm gì, nói tôi đang quán người niệm Phật là ai. Ông bán đồ phụ này trước giờ là lo là mưu sinh thôi, đâu có thời giờ mà tu đâu, mà đừng nói chuyện mà tham thời đầu nữa. Hôm nay thôi kệ, mình thử nó qua. Thầy mới ngồi xuống xếp bằng lại được á, cái ngồi đó bắt đầu suy nghĩ, mình hỏi tự hỏi đấy, mình quán tự là ai là người niệm Phật là ai. Ông ngồi đó, ngồi một tí, tính là ngồi chơi thôi. Tính của chính là thử một tí chơi cho vui. Ngồi cái quên phức. Quên khi thì giờ đâu. Có nhiều người, có một người than phiền của tôi, ngồi theo lời thầy ngồi xếp bằng, giờ đầu thì không sao, cái giờ thứ nhì là chán, bắt đầu chán trường chịu không nổi. Ngồi quên phức. Chuyện gì xảy ra? Nửa tiếng trôi qua một cái. Giác ngộ, có nửa tiếng giác ngộ ngay lập tức, chứ bao giờ tu hết, mà ngồi chỉ quán cái ai người niệm Phật là ai, có nửa tiếng giác ngộ, đốn ngộ, cái đó gọi là đốn ngộ. Đây cái chuyện công án rất là nổi tiếng, bên thiền tông họ có những người mà tu tham thời đầu nửa tiếng giác ngộ, cái ông này đó, khi mà ông đến giác ngộ rồi, thì ông giống như những người mà giác ngộ mà đời của ông mới thốt lời thành thơ. Ông làm một bài thơ. Không ngờ mình vào đây đi bán đồ phụ mà mình được giác ngộ. Tôi không biết là tôi không ngờ rằng á, cái người ngồi bên cạnh tôi á, là ba kiếp trước á, là mua đồ phụ, cũng mua đồ phụ tôi mà chưa trả tiền tôi nơi. Ba kiếp trước mua đồ phụ tôi mà chưa trả tiền đấy. Đó là đủ ngộ đó. Nó rất có lợi chứ không phải chơi đâu. Lúc mà tôi kẹt quá tôi bị chuyện ra tôi nói nhưng không có gì. 219. Có cái con người khác hỏi, có cái tam thế bên Tây Phương Cực Lạc. Tam thế là gì? Có tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trả lời là không. Tại sao? Sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc, họ không còn cái dục nữa, không còn tham lam nữa. Bởi vậy không có cái dục giới. Họ ở trên mặt đất, cái sắc giới là trên không trung, cái trời, những tầng trời trên không trung. Người ta ở trên không trung nha. Quý vị biết những người mà tiên, người trong cái cõi sắc giới đó, từ sơ thiền tới tứ thiền, họ sống trên không trung không? Bác có biết sau này bác mà lỡ bản sanh không bản sanh được, lên sanh trên cõi sắc giới là sống trên không trung, lơ lửng trên không trung suốt ngày, suốt đêm không? Sướng như vậy đó, không cần nhà. Ở cái Tây Phương Cực Lạc đó, chúng sanh sống ở trên đất á, khi thành không có cái sắc giới. Hơn nữa, những cái người mà chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, họ có một cái sắc, họ có cái thân hình. Bởi vậy họ không phải là vô sắc. Hơn nữa, họ đã xuất tam thế rồi. Ai thắc mắc gì không? 220. Nãy giờ mình nói, trước giờ mình nói là cái dục lạc, mình thường nghe nói là cái dục lạc của những cái phàm với thánh đó, nó đồng cư, cùng sống một chỗ với nhau. Còn những cái tình độ khác thì sao? Cái loại tình độ khác hay sao? Cái quả tình độ thứ nhì là loại quả tình độ
mà phương tiện thủ lậu trong cái cõi ta bà này, trong cái cõi ta bà này của mình á, những cái người A La Hán, những người Bích Chi Phật á, họ họ đắc được cái niết bàn hữu dư, là cái niết bàn đó nó thiên về cái không, họ chấp vào cái không. Cái đó là cái cảnh giới của những ngài A La Hán tứ quả với ngài Bích Chi Phật. Ngược lại bên Tây Phương Cực Lạc á, cái chỗ mà tịnh độ mà hữu tiện phương tiện hữu dư đó, họ không bị kẹt về cái không. Ngược lại họ có đủ thần thông để họ có thể đi khắp tất cả mười phương chư Phật để mà giúp chúng sanh nếu họ muốn. Cái loại tịnh độ thứ ba, cái loại tịnh độ này, cái loại tịnh độ những ngài Bồ Tát, loại là cái tịnh độ của thật báu. Họ đắc được cái này, Bồ Tát đắc được cái này tại tu mấy cái pháp quán của họ. Cái quán huệ của họ là vẹn toàn và đầy đủ. Ngược lại bên cái quả ta bà này, quán huệ của mình nó vẫn chưa vẹn toàn. Bởi vậy bên Tây Phương Cực Lạc, trong cái quả tinh độ mà của thật báu của những ngài Bồ Tát ở đó, chỉ riêng những ngài Bồ Tát ở đó thôi, thì cái lạc mà họ họ hưởng được là nó bất khả tư nghị, mà nó không có, hoàn toàn không có chướng ngại. Cái loại cuối cùng, cái loại tịnh độ cuối cùng ở cái cõi đó, cái cõi mà bên Tây Phương Cực Lạc, cái tịnh độ mà thường quan tịnh độ của Phật đó là của Phật ở cái lạc đó nó được vẹn toàn rồi. Cái lạc mà mình hưởng ở đây nó chưa phải là rốt ráo. Có ai không bị lạc đường chưa? Lại này Xá Lợi Phật, cõi nước Cực Lạc có 7 lớp lan thuẫn, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây đều bằng 4 thứ báu vây quanh giáp vòng, cho nên nước ấy tên là Cực Lạc. Đang diễn tả một cái cảnh giới mà ngay những ngày như Xá Lợi Phật thần thông vĩ đại như vậy vẫn chưa thấy nổi, quá cái sức thần thông của ngài. Thì cái phần này mình đang diễn tả về cái y báu, là cái quả tinh độ nó ra sao. Ở cái cõi ta bà này, tất cả những cái trang nghiêm, cái đẹp đẽ của mình thấy được đó, nó tạo do từ nhân duyên mà tạo ra. Thì những cái trang nghiêm đó nó đều là duyên khởi và nó hữu lậu. Ngược lại những cái bên Tây Phương Cực Lạc mà chúng sanh mà ở đó mà thấy được đó, đó là thấy được cái nó được tạo ra bằng cái ngài A Di Đà Phật phước đức. Tất cả cái đó nó đều là vô lậu và nó đều là vô duyên, họ đều vô lậu. Ai thắc mắc gì không? Quý vị thấy hiểu rõ thì câu hỏi là cái lậu là gì, mà cái vô lậu là gì, hữu lậu là gì, vô lậu là gì? Cái lậu là gì? Bác Thân Hương, lậu là gì? Không biết. Quả ngân lậu là gì? Trời ơi, nghe theo Phật pháp cái đời rồi mà chưa hiểu đâu. Cô Giang nó sẽ hỏi tôi cái này, học 3 năm vẫn chưa biết cái lậu là gì. Không biết là sao không hỏi. Khi mà Đức Phật mà giảng pháp, ngài dùng những danh từ nó rất là thích thú, rất là hay. Cái hữu lậu là có nghĩa là có lậu, có cái lậu, có cái lậu là cái lậu. Cái lậu có nghĩa là mình có cái nó bị chảy ra, nó bị chảy ra ngoài. Cái gì nó chảy ra ngoài? Hả? Nó chảy ra, chỉ cái gì mà nó chảy ra mà quan trọng đối với mình, nó chảy ra mình mới lo. Còn cái gì mà không quan trọng chảy ra cho nó chảy. Cái lầu có nghĩa là nó bị chảy ra.
Đó. Nó chỉ chảy ra mình sợ mất cái gì mà quan trọng đối với mình thôi. Thì nó đang chảy ra. Chảy cái sức của mình. Sức mình nó quan trọng chứ. Đúng không? Bị lậu, lậu cái phước của mình. Phải áo cái lầu của nó nói cái gì mà đối với bác nó quan trọng đó, rất quan trọng cho bác đó, nó đang chảy ra, nó bị đang bị chảy ra, mình đang bị mất mát. Bởi vì Đức Phật mới nói hữu lầu có nghĩa là mình đang bị mất, mình đang thiệt thòi. Chẳng hạn như hỏi là mình ra ngoài mặt trời nó nóng rồi xong mình trở vào người mình mệt mệt nhòi, đó là mình bị lầu, nó đúng là lầu. Nếu mình ra ngoài trời nóng như vậy mà trở vào lại mình không có biến đổi hết, cái đó mình không có lầu. Có hai cách mà quý vị đối phó với cái lầu của mình. Thứ nhất, có cái lầu, biết có cái lầu thì mình bít nó lại. Với lầu, mình biết cái lỗ nó đi thì nó không có chảy nữa. Đây là những người thánh nhân ta làm. Ta biết cái chỗ đó. Những người thánh nhân, ta mới thánh nhân chỗ đó. Bởi vì bên Phật giáo thánh nhân rất đặc biệt, tại người thánh nhân là người chặn được cái lầu người ta. Người phàm phu mình á, mình biết cái lầu mình cũng được, mà thánh nhân biết cái lầu họ được. Mình gọi Phật giáo gọi họ thánh nhân. Họ thấy chỗ lầu của họ, họ biết nó lại ngay lập tức. Mới gọi là cô hệ. Bởi vì bên Phật giáo cái danh từ họ dùng rất là chính xác. Tại cái huệ bên Phật giáo có nghĩa là người có huệ, người thấy được cái chỗ lầu của họ, họ biết lại để không bị mất nữa. Mới gọi là cô hệ chứ, mới gọi là khôn chứ, đúng không? Mình là người phàm phu, mình biết mình có lậu, mình biết nó lại cũng được, bởi mình gọi là phàm phu. Bởi vì người phàm phu làm gì bây giờ? Vì người phàm phu tới bây giờ tôi biết mình có lậu làm gì bây giờ? Tôi hỏi ông này kỹ sư, tôi hỏi cho rõ, tại mấy người kỹ sư thường ta khôn hơn mình tí. Tôi hỏi bây giờ ông biết ông có cái lậu đó, ông làm gì với cái lậu ông? Ông nói là mình phủ nhận mình có lậu, mình không bị chảy. Nói thường thường ta làm như vậy. Khi nói là mình biết nó có lầu, nhưng đều mình chưa đủ cái lý cái trí huệ để mình tìm cách để mình nhận cái chỗ nào lầu, hoặc mình biết mình chưa chắc mình có sức để mình biết nó lại nữa. Hai phương tiện khác nhau. Thứ nhất, nếu quý vị không nhận được cái lầu thì mình làm gì được hết đó, phải có người khác nói cho mình thấy. Mình không biết thì mình chịu. Ngược lại, nếu quý vị thấy được cái chỗ lậu thì quý vị làm cái gì? Ông đang nói hơi trừu tượng thì tôi đòn thì nó giảng gì hơn. Thì tôi hỏi một cách thực tiễn hơn. Tôi hỏi bây giờ quý vị làm thương mại, quý vị biết á, mình đang lỗ lã, làm gì bây giờ? Thì có hai cách thôi. Một á là mình bớt lỗ đi, mình chặn cái lỗ. Mình đuổi cho hàng mấy người mà nó dở quá, mình đuổi đi, không cho nó làm việc nữa. Mình người đuổi mấy người nhân viên nó dở thì không phải nó bớt lỗ lã, đúng không? Phần khác mình làm gì nữa? Thì mình làm nhiều tiền hơn. Thì như vậy làm cách nào? Là mình có thể mình bớt cái lậu, hoặc mình tăng cái sức của mình, tăng cái phước của mình. Cái gì thì tương tự như qua. Vào cái chỗ là chỗ mà đi buôn bán thương mại, mà từ 10 giờ rưỡi cho tới hơn 5 giờ chiều mà chỉ liên tục hoàn toàn từng giây từng phút là lo chạy ra ngoài thôi. Thì ông mới nói, ông kể, ông hỏi, tôi hỏi ông cái ngày thứ năm mà đi qua đó, ông ra sao? Ông nói là tôi sau 6 giờ rưỡi chân tôi nó mỏi, lưng tôi nó mỏi, nên tôi cũng thấy mệt. Tôi nói về chuyện rồi sao? Tối đó ông thấy mệt. Nói không phải ông thấy tối ông thấy mệt, mà khi mà ông rời Long Beach một cái ông thấy mệt ngay lập tức. Bởi cái sức mà ông hưởng nó nhiều hơn sức ông xài. Tôi nói cách khác để chứng minh cho quý vị thấy đó, cái phương pháp để mình đối phó với cái lậu của mình tăng trưởng công phu của mình. Giờ câu hỏi này rất là tốt. Mình cứ dùng định lực mình để mà chặn lại cái lậu mình được không? Ông hỏi anh khôn đó, ông hỏi là mình dùng định lực mình để chặn lại cái lậu mình được không? Rồi tôi hỏi quý vị ngay lập tức, quý vị nghĩ ra sao? Để tôi ngồi suy nghĩ một tí nữa. Ông này nói trả lời được. Được không bác? Hai người dùng định lực mình mà chặn được cái lậu mình. Ai nói không?
Có mình tôi thôi hả? Lần thứ nhì không được, không giơ tay. Ai nói là định được không chặn được cái lộ của mình? Cái gì hồi nãy tôi kể chuyện, cái gì nghe đó, nhìn cái chân người ta 3 tháng trời, cuối cùng 3 tháng định được gì, định được cuối cùng nó cũng tiêu hết. Mình chỉ chậm nó lại thôi, chứ mình chặn nó được. Từ thừa thắng xông lên, hỏi lần, hỏi câu khó một lần, một tuần được một lần thôi, cuối tuần hỏi được một lần thôi. Người nào chỉ được hỏi một lần, cuối tuần hỏi một lần câu hỏi hóc búa thôi, không được hỏi là câu hỏi thứ nhì như vậy nữa. Cái ông hỏi thứ nhì cũng nói là như vậy, hỏi là cái định lực có thể giúp mình nhận được cái lầu mình không? Ai nói có? Tôi đang nói chuyện rất là thực tiễn. Nếu cái vị tu mà chỉ nói là nói về lý thuyết không thì đó không phải là tu. Làm sao mình dùng cái gì để mình chặn cái lầu của mình bây giờ? Nó ngồi trong phòng xong niệm Phật. Ông nói như vậy, những cái tạp khí đó có thể đổi từ vô thủy xong mình đổi được một kiếp, tôi nói cái đâu gọi là đốn ngộ. Chẳng sao chứ. Tôi đang điều khỉ quý vị bị bắt chẹt. Tội nghiệp dễ sợ. Suy nghĩ ra được chưa? Bị khi nào thấy chưa? Bà nói là nếu như mình nhận được, mình có cái lầu đó thì mình hiệu quan phản chiếu, mình sám hối thì nó có giúp không? Nó rất là đại, nó đại giúp đỡ rất lớn nào. Bởi vậy tháng sau, cuối tháng sau mình sẽ bắt đầu làm đại bi sám. Cuối tháng mình làm đại bi sám một lần, tại cái sám hối rất quan trọng. Phải sám hối. Làm gì được? Một ngày hả? Hằng ngày. Hằng ngày. Vâng, nó trình độ họ cao hơn mình. Mình làm một tháng lần đủ rồi. Một tháng rồi đã. Một tháng một lần rồi đã. Xong từ từ mình tháng hai lần, tháng ba lần. Tại mình trình độ mình thấp mà. Học trò mình dở. Trình độ họ cao hơn mình. Mình từ từ. Sao bác? Chủ nhật. Sáng chủ nhật. Cái ngày cái sáng chủ nhật mà cái cuối cùng cái tháng 9 đó, mình hy vọng lúc đó mình sửa soạn xong cái cuốn sách đại bi sám này, tại cái cô Janice đang chuẩn bị. Sang năm mình sẽ bắt đầu làm sám hối nhiều nữa. Càng như mình sẽ làm dược sư sám. Tôi rất muốn làm cái lưu hoàng sám. Nếu cần mình sẽ thỉnh một vài sư cô Vàng Văn Thành, thỉnh họ xuống một tuần. Mình phải cần cái chỗ lớn hơn một tí. Tại tới đây mời tới mình phải sử dụng cùng với phòng tắm, rồi không có chỗ người ta ở thì mình chưa mời được. Quý vị hiểu, bây giờ tôi tà vì vậy đó. Tại mình chứ phương tiện mình chưa đủ nè, mình không thể làm nhiều được. Là cái pháp á, nó phải đúng cái môi trường, cái pháp nó có hiệu mới có hiệu nghiệm được. Hy vọng sang năm mình có chỗ lớn hơn một tí. Làm sao mình biết nó là bây giờ. Nó tương tự về cái phía mà cái nhập thanh nó mới nói đó. Phải thấy từng cái đó, không thể nói trừu tượng được, không thể nói lý thuyết được. Ví dụ, chẳng hạn quý vị thích dài, chẳng hạn. Hoặc là có thể thích mang dài, hoặc là thích nhìn dài, tùy người. Nhà cô em có thích mang dài, người khác thích nhìn dài, người khác thích nhìn dài hơn. Cái đó là một cái lầu phải không? Ai đồng ý là mình thích dài là cái lầu. Cái người này nó kín lắm, người ta không có thú nhận cái lầu của mình. Quý vị đồng ý không? Nếu mình thích dài tức là mình phải tốn tiền mua dài. Tức là mình phải mình được cái lầu, đúng không? Cái lầu của mình. Mà sao mình biết cái lầu mình bây giờ? Bớt thích. Mình sám hối. Tại sao sám hối nó quan trọng? Giờ tôi hỏi tại sao cái sám hối nó có hữu hiệu? Tại vì như vậy, một khi mình công nhận rằng á, mình thích nhìn dài á, thì lần sau mình không nhau làm nữa, tại người ta biết hết rồi,
lần sau mình ở đi ngang mình liếc cái cô đó mang giày một cái là người ta nhìn ở cái ông đó cái tánh nào là thói nấy, đúng không? Đâu dám làm nữa. Đó là mấy cách để mà trừ cái lậu, đồng ý không? Bởi vì cái sám hối rất quan trọng. Bởi vậy làm sao cái đó bây giờ thấy rõ ràng, bây giờ thấy rõ hơn chưa? Làm sao mình chặn cái lậu mình chưa? Dốt gì dễ sợ. Mình muốn không có cái lậu, mình chỉ không cần thích giày nữa là xong rồi. Đâu còn cái lậu nữa đâu. Có bị có cái phương pháp nào có hữu ích hơn cái đó không? Quảng ngân có dài hơn cái đó không? Mình chặn từ từ thôi, mình chịu thôi, mình cái sức mình chừng đó đòi gì được, đúng không? Con đồng mà đòi xài hai đồng đâu có được, ai cho mượn bây giờ, đúng không? Ráng mà chịu thôi, mình cần đồng thì mình xài đồng thôi, đốt cân. Nó giảng cả ngày, hai ngày liên tiếp vẫn chưa hiểu được gì hết. Thôi ngừng lại ở đây đi. Cái vì tôi rất là thất vọng với những cái lầu của quý vị.